Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 500 top cần BRM của khoảng 5 đô các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video và làm tắt chatbot. Rồi các bạn bấm cho này góp nè bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên góp nè. Rồi tiếp tục bạn bắt đắp nè, cho tiếp kênh seller nè. Rồi bạn bắt đắp nè, tiếp tục các bạn follow Twitter và Twitter nè bạn. Trên tờ Twitter nó các bạn theo dõi nha bạn. Rồi, trên tờ Twitter nó bạn nào chưa theo dõi nha bạn. Sau đó các bạn like nè các bạn. Dự án này rồi các bạn bắt đắp lên nha bạn. Qua kia mình đã làm dự án, mình đã tweet rồi các bạn. Tiếp tục follow minimum nè. Dự án này nó sẽ phân phối sau khi list sàn Binance Swap 1 ngày nha các bạn. Rồi trên tờ Twitter nó bạn follow nè. Rồi bạn bắt đắp lên. Rồi các bạn cho tiếp kênh seller nè. Rồi các bạn follow Twitter account và tweet nữa nè. Rồi. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn chia sẻ cho tweet chứ username của nó nha các bạn. Cộng hay group. Rồi các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Bấm bấm register. Các bạn lướt tiếp xa đi tiếp nha các bạn. Bot cái hộp. Rồi trong đầu tiên các bạn địa chỉ email của bạn vào. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ BNB smart chain bet 20 trên chiếc wallet của các bạn. Hiện tại giá thị trường đang đi xuống. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link vào profile tại Twitter mình. Thì bạn mở tại Twitter tất cả bạn ra nha các bạn. Các bạn nhập avatar, nhập vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhập ba ảnh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè. Cái đại số bot nè. Rồi sau đó các bạn gửi link gửi tweet nè. Thì các bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ra nha mà. Các bạn chia sẻ các bài, các bạn là tờ tweet nè. Rồi các bạn gửi số bot nè. Sau đó nó có bấm máy heo xoay nét nha bạn. Tiếp tục gửi đường link vào profile minimum thì các bạn nhấp vào minimum nha các bạn. Kèo này nó chỉ gánh đâm cho 4.000 winner thôi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar cái nữa, nhấp vào avatar cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn nhấp ba cái cùng nữa. Rồi các bạn sao chép đường link minimum này các bạn. Rồi gọi là chatbot. Rồi sau đó nó hỏi có join kênh seller không, bấm máy heo cho net các bạn. Sau đó nó hỏi có tweet, bấm máy heo cho net các bạn. Rồi sau đó bấm vào menu. Sau đó bấm bài balance đi. Rồi ok, mình đã nhận được 500 token BRM rồi các bạn. Các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng đó kiếm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.